làn gió mới ở hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Gong Ok-yoon bị một loạt đội bóng V-League từ chối. Tuyển Việt Nam và tầm nhìn của ông Chu Jie. Làn gió mới hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Những trận đấu quốc tế cấp độ U23 Olympic vừa qua, bộ đôi tiền vệ Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Đức Phú được chú ý bởi lối chơi sông sáo, chững chạc, giàu sức cống hiến dù chỉ mới 19-20 tuổi. Bộ đôi này lần đầu tiên có mặt ở đội tuyển Việt Nam thì FIFA Day vào tháng 10 năm 2023 bên cạnh những đàn anh nổi tiếng. Lứa cầu thủ U23 được huấn luyện viên Philippe Chu Jie triệu tập lên đội tuyển Việt Nam kỳ này có nhiều cái tên thi đấu ấn tượng. Trong danh sách 33 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam hội quân đầu tháng 10 năm 2023, hướng tới 3 trận đấu giao lưu quốc tế gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, huấn luyện viên Philippe Chu Jie triệu tập 14 tiền vệ, 10 hậu vệ, đa phần là các tân binh trẻ. Mục tiêu của huấn luyện viên Chu Jie là sẽ thử nghiệm chọn ra những cầu thủ phù hợp nhất cho bộ khung ở tuyến giữa, bảo đảm vận hành nhuần nhuyễn lối chơi kiểm soát bóng, chủ động tấn công, triển khai từ phần sân nhà mà ông đã áp dụng cho bóng đá Việt Nam. Ngoài những tuyển thủ đã thành danh dưới thời của người tiền nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Chu Jie tiếp tục tạo cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ lên đội tuyển quốc gia kỳ này. Đa số những tân binh tuyển quốc gia kỳ này từng có thời gian rèn luyện, làm việc cùng chiến lược gia người Pháp khi ông còn làm công tác đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Xuất thân từ lò đào tạo PVF, Nguyễn Đức Phú sớm có một suất chính thức trong đội hình câu lạc bộ Phố Hiến, hiện là câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân tại giải hạng nhất quốc gia. Sinh năm 2003, nhưng lối chơi của tiền vệ phòng ngự này chính chạc không kém thì các đàn anh thi đấu tại V-League. Điểm yếu của Đức Phú là ngoại hình, cao 1m7, song tài năng trẻ sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ, kỹ thuật cá nhân tốt, có thể thoát pressing hiệu quả và tổ chức thu hồi bóng, phản công nhanh sắc bén. Kém hơn Đức Phú 1 tuổi, nhưng Nguyễn Đình Bắc còn nhỉnh hơn đồng đội khi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải hạng nhất 2023 trong mùa áo câu lạc bộ Quảng Ninh. Tiền vệ 19 tuổi có công lớn giúp đội bóng xứ Quảng đăng quang mùa giải 2023 và trở lại đấu trường V-League khi ghi 8 bàn và 7 kiến tạo sau 13 trận. Ngoài ra, cầu thủ gốc Nghệ An cũng rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt và thực hành tốt đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện. Phong độ cao và sự cơ động của Đình Bắc đã lọt vào mắt xanh ban huấn luyện các cấp đội tuyển quốc gia. Lần lượt được huấn luyện viên Chu Jie triệu tập lên U23 Việt Nam tham gia vòng loại giải U23 châu Á 2024 diễn ra hồi tháng 9 và được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn điền tên vào danh sách đội Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 2023. Các hậu vệ đồng trang lứa với Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Đức Phú là Hồ Văn Cường và Võ Minh Trọng cũng thể hiện độ tinh quái khi tham gia tấn công và chắc chắn trong khâu phòng thủ. Được gọi lên đội tuyển Việt Nam, song để có thể cạnh tranh một suất chính thức trong đội hình đội tuyển quốc gia là một thử thách lớn đối với các cầu thủ trẻ. Ở vị trí tiền vệ, hậu vệ, ngoài kỹ năng cơ bản, cầu thủ còn có thể trạng tốt, tư duy bóng đá hiện đại và quan trọng là sự tự tin, bản lĩnh khi thi đấu. Giới chuyên gia nhận định lứa U23 quốc gia được khoác áo đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Day kỳ này sẽ có ít cơ hội được ra sân chạm trán với những đội bóng sừng sỏ, nhưng được rèn luyện, thi đấu cùng các đàn anh kỳ cựu cũng là dịp giúp họ học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và tự tin hơn ở chặng đường phía trước. Huấn luyện viên Gong Ok-yoon bị một loạt đội bóng V-League từ chối. Đội bóng V-League rất muốn có sự phục vụ của huấn luyện viên Gong Ok-yoon, nhưng sau đó đành quay xe vì không chịu nổi mức lương khủng từ huấn luyện viên này. Thời gian qua, nhiều thông tin cho biết huấn luyện viên Gong Ok-yoon đang muốn trở lại Việt Nam và mong muốn được dẫn dắt một đội bóng thi đấu tại V-League. Được biết, các đội bóng V-League dù rất muốn có sự phục vụ của huấn luyện viên Gong Ok-yoon, nhưng sau đó đành quay xe vì không đáp ứng được mức lương đề xuất từ phía nhà cầm quân này. Cụ thể, huấn luyện viên Gong Ok-yoon muốn nhận mức lương lên tới 700 triệu đồng một tháng và muốn có từ 2 tới 3 trợ lý người nước ngoài làm việc cùng. Tổng chi phí cho đội ngũ này lên tới khoảng 2 tỷ đồng một tháng. Con số này quá lớn, vượt quá sự chi trả của các đội bóng đang tham dự tại V-League hiện tại. Thép Xanh Nam Định hay câu lạc bộ Công an Hà Nội là một đội bóng từng có liên hệ với chiến lược gia 49 tuổi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cả hai câu lạc bộ này đều đã ổn định lực lượng và hiện không có ý định thay đổi huấn luyện viên. Trong quá khứ, huấn luyện viên Gong Ok-yoon từng đưa U23 Việt Nam lọt tới tứ kết giải U23 châu Á 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đã lấy bằng AFC Pro, bằng huấn luyện viên cao nhất của AFC, không lâu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam. Sau thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Gong Ok-yoon nhận được những lời đề nghị từ Đông Nam Á và quê nhà Hàn Quốc, nhưng ông đều từ chối vì những lý do khác nhau. Ông bày tỏ tình cảm với Việt Nam và khẳng định mong muốn làm việc tại V-League. Tuyển Việt Nam và tầm nhìn của ông Chu Jie. Huấn luyện viên Philippe Chu Jie đã mang tới không ít bất ngờ trong bản danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 3 trận đấu dịp FIFA Day vào tháng 10. Nhưng đó chính là tầm nhìn, là chiến lược và kế hoạch hướng đến mục tiêu cao nhất là đưa bóng đá Việt Nam đến với sân chơi FIFA World Cup. Kinh nghiệm và sức trẻ. Nhìn vào số lượng cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam trong lần hội quân này, có thể thấy huấn luyện viên Chu Jie sẽ tiếp tục quá trình làm mới đội tuyển. Tất nhiên, gần một nửa số cầu thủ ở độ tuổi U23 sẽ được dìu dắt và kèm cặp bởi những cầu thủ vốn đã dày dặn kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. Có thể dễ dàng điểm đến những cái tên như là thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Cuối Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn. Việc có đến 3 trận đấu giao hữu trong đợt tập trung này, chiến lược gia người Pháp cũng sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra sự kết hợp hoàn hảo mà mình mong muốn. Nó sẽ là sự thừa kế trong lối chơi của người tiền nhiệm với những cựu binh cùng làn gió mới từ những chân sút trẻ tạo nên sự đa dạng biến hóa trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.
Đồng thời quá trình tập luyện và thi đấu, các cầu thủ trẻ vốn là lứa cầu thủ kế cận sẽ học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm, bản lĩnh của các đàn anh để áp dụng vào thực chiến. Bởi chính họ mới là lực lượng của huấn luyện viên Chuze đặt niềm tin trong hành trình đưa bóng đá Việt Nam đến với sân chơi World Cup. Tầm nhìn của ông Chuze. Hợp đồng của ông Chuze với VFF kéo dài tới năm 2026, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là đưa đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA World Cup 2026. Chính vì thế, trong hành trình của mình, ông Chuze đều đặt ra trọng tâm và từng bước chuẩn bị và hoàn thành mục tiêu đó. Những chiến lược hoạch định cho bóng đá Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là tạo thêm điều kiện cho bóng đá trẻ có thêm cơ hội thi đấu ở những giải đấu lớn là điều mà ông Chuze hướng tới. Mới đây thôi, lứa cầu thủ của Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19 chỉ với độ tuổi trung bình là 20,3. Điều này cho thấy những cầu thủ trẻ đang được ưu tiên và quan tâm nhiều hơn trong kế hoạch dài hơi của huấn luyện viên Chuze và VFF. Với những cầu thủ vốn dày dặn kinh nghiệm, ông Chuze luôn tạo ra sự cạnh tranh gắt gao qua mỗi lần đội tuyển hội quân nhằm có được đánh giá chính xác về phong độ mỗi tuyển thủ. Dù ghi bàn vào lưới đội tuyển Palestine ở trận đấu giao hữu gần nhất, Công Phượng vẫn chưa làm hài lòng chiến lược gia người Pháp về lối chơi và cách thể hiện. Đợt hội quân này, Phượng đã không có tên. Trước đó, nhiều cái tên vốn là trụ cột đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Barso cũng đã dần được thay thế bởi các cầu thủ trẻ. Điều này gần giống như một cuộc thay máu lực lượng mà ông Chuze hướng tới. Tất nhiên nó sẽ dựa trên nguyên tắc kế thừa, giao thoa, chứ không thể làm ồ ạt một sớm một chiều. Huấn luyện viên Chuze từng rất thành công với bóng đá trẻ Nhật Bản. Đây là bàn đạp, là bản lề để nền bóng đá này vươn lên hàng đầu châu Á và liên tiếp tham dự sân chơi World Cup. Giờ đây, kế thừa một đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng loại cuối của World Cup 2022, cộng với một dàn cầu thủ trẻ mà ông đã làm việc từ 4 năm trước khi còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam thời điểm năm 2019. Huấn luyện viên Chuze được kỳ vọng sẽ mang tới thành công tương tự như bóng đá Nhật Bản với bóng đá Việt Nam. Hôm qua, ngày 2 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 10, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu với tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Kết thúc hoạt động thi đấu tại Trung Quốc, đội tuyển sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Day vào tháng 10, gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10.